Bạn muốn chiến thắng 1 tỷ đồng vào ngày 31 tháng 3 2018 chứ? Hãy kiểm tra số điện thoại của mình ngay. Bước 1, viết số điện thoại của bạn ra giấy. Đây là dãy số của riêng cá nhân bạn. Bước 2, lấy 2 số cuối nhân cho 2. Bước 3, rồi cộng thêm 10. Bước 4, lấy kết quả chia cho 2. Bước 5, và cuối cùng, trừ 2 số cuối của số điện thoại của bạn. Kết quả của bạn là 5. Xin chúc mừng, đăng ký ngay bây giờ để có thể nhận được 1 tỷ đồng vào ngày 31 tháng 3 2018.